nỗ lực của những nhiệt huyết của tất cả những anh những chị như vậy đã và đang là thành viên của Quang Đức Việt Sóc chúng mình đó. Chúng tôi, những thành viên thế hệ đi sau, chúng biết ơn các thế hệ alumni cái đầu đã tạo cho chúng tôi một nền tảng vững chắc để Quang Đức Việt Nga lần thứ 7. Và đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ Warwick Student Union, nhà hàng chơi Mandala, Delta Việt, Fast College, Việt Nam Airlines, cô phụ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hưng Thịnh, và cô trúc công ty bộ dụng cụ y khoa đã giúp đỡ chúng tôi về mặt tài chính thực hiện chương trình này. Và đặc biệt hơn, tối hôm nay chúng tôi rất vinh dự chào đón sự hiện diện của cô Lê Thu Hằng, Phó Đại sứ thăm tán công sứ. Và sự hiện diện của chú Nguyễn Xuân Hải, Bí thư thứ nhất phụ trách giáo dục và sinh viên, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Quốc. Cuối cùng chúng tôi cũng xin cảm ơn sự có mặt của quý vị khán giả đến từ khắp nơi trên khắp vùng đất Anh đã đến góp mặt cùng chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Mang tên Hush. No, em phải đọc là Hush. Ok, em hiểu rồi ạ. Hush. Vâng, như quý vị đã thấy, cứ nhắc đến Hush thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến sự im lặng. Mà im lặng thì chúng ta nghĩ tới sự im lặng của bài cứu. Trời ơi anh, cùng cái gì ở đây? Nhắc đến sự im lặng là chúng ta phải nhắc đến những bí mật. Và đêm nay mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá những mưu mô xảo quyệt, những cái bí mật ẩn giấu dưới những lớp vỏ bọc ngụy trang khéo léo nhất. Và Việt Nam 2014 xin được phép bắt đầu.